Hiện tại thì Thành đang đứng trước một cái căn biệt thự Song Lộc của bác Quý Bình. Căn này là có diện tích 10x12 và xây dựng là chừa phía bên hông 2m. Có thể là một cái khu vườn nho nhỏ rất là lý thú và xanh mát. Phía trước đây mình chừa phía trước là 3m để xe hơi. Phía sau mình còn một khoảng nữa sân nữa là 2m. Ở đây đặc điểm của căn biệt thự Song Lộc là chừa phía bên hông này 2m. Ở đây gia chủ đã làm một cái khu vườn xanh mát, trồng khá là nhiều cây và hoa. Ở đây là có hoa lan nè. Thật ra là ở đây một cái thảm cỏ như những cái bậc thang. Cái khoảng không phía bên hông này nó sẽ giúp cho căn nhà rất là thoáng, thoáng một bên. Đó là đặc điểm của những căn Song Lộc. Bây giờ thì mình sẽ đi vào bên trong để biết về cái nội thất bên phía bên trong đây. Đây là phía bên trong của căn biệt thự Song Lộc. Ở đây mình thiết kế là khu vực phía trước đây là phòng khách. Ở bên đây có tivi và bàn ăn và khu vực bếp. Một cái không gian tương đối khá, có một cái diện tích khá, không phải là rộng lắm nhưng mà vừa phải với một cái gia đình nhỏ, hai bố mẹ và hai đứa con. Bếp ở đây được làm rất là trang trọng, đầy đủ mặt đá và phối màu phía trên trắng và dưới màu nâu, nhìn rất là sang trọng. Ở phía sau đây là mình sẽ có hai chừa hơi hao 2m, là một cái khoảng sân mình để máy giặt hay là phơi đồ, cũng có thể là trồng thêm một số cây ở đây nữa. Tiếp theo thì mình sẽ đi lên lầu để khám phá thêm nhé. Phía bên phải là một phòng ngủ nhỏ, có cửa sổ và ban công, giường và kệ sách. Ở đây có cái cửa rèm ngăn mũi, rất là hay. Phía bên này là một phòng vệ sinh nhỏ. Ban công nhỏ này sẽ giúp cho căn phòng luôn đầy đủ ánh sáng và có ban ngày có thể không cần bật đèn. Phía bên đây cũng là một phòng ngủ nhỏ của trẻ em. Tầng này là hai phòng ngủ nhỏ. Một số gia chủ khác sẽ thích thiết kế một phòng ngủ master lớn, gom hai phòng này lại và có nhà vệ sinh lớn, có bồn tắm để cho cái nguyên cái phòng lớn nó rộng rãi hơn, chiếm nguyên một cái tầng này. Ở đây là khu vực tầng 2. Căn nhà này thì xây dựng là một trệt hai lầu. Căn nhà ở đây thì nó đã hoàn thiện rồi vì gia chủ đang ở. Căn phòng này là một cái phòng khá là gọn nhỏ. Ở đây có kệ sách và giường ngủ rất là rộng. Ở đây mình có thể dành cho gia đình hay bé, có thể là trẻ em trong nhà. Ở phía bên đây mình có một cái ban công. Ở tầng 1 của nó cũng có ban công luôn nha các bạn. Cho nên là phòng nào cũng có ban công hết, sẽ rất là thoáng mát. Một cái ban công nhỏ, khi mà buổi chiều mà mình mở cửa ra thì sẽ có gió mát, mình sẽ không cần phải bật máy lạnh. Còn bây giờ là buổi trưa thì mình đóng cửa lại. Phía bên đây cũng là một cái phòng nhỏ nhỏ, đặt tivi với lại bàn ghế, nó thư giãn. Phía bên đây mình sẽ còn thêm một cái phòng. Ở đây mình sẽ có một cái phòng thờ. Thì ở đây mình cũng thấy ngồi đọc sách buổi chiều. Đây cũng có ban công luôn. Căn nhà này rất là thông thoáng nha các bạn, bởi vì ban công rất là nhiều và mình rất là thích ánh sáng với gió tự nhiên. Tiếp theo Thành sẽ phỏng vấn anh chủ nhà Vui Tính. Ở đây chào anh Mẫn. Ơi. Chào anh Thành. Ở đây là anh Mẫn là chủ của căn nhà này. Này, phỏng vấn anh một chút. Anh về đây ở bao lâu vậy anh?
Nhìn nhìn mình về đây thì mua hồi cuối 2017 giờ chắc khoảng tháng 9 dọn làm xong dọn vô thì chắc khoảng tháng 9 mua từ thời đầu của lúc mở mua bán luôn. Chủ luôn mua từ chủ đầu tư luôn từ chủ đầu tư là những căn này với căn của người bạn là mình hai căn cuối cùng của cái giải này nè là cuối cùng mua thân mà hết là hết hết mấy cái căn song lộc luôn á. Vậy là anh mở ở đây từ 2018 tới giờ anh thấy sao anh? Hồi xưa là mở quận 11, quận 11 thì cũng có nhà phố cũng tiện, cũng đường rộng rãi. Nhưng mà có em bé, cái nhà phố thì anh biết rồi đó là nhà nào người đó ở thôi, đóng kín cửa tại vì nó cũng không an ninh ấy. Rồi xong cái có em bé thấy hơi tù túng, cái đợt đi vòng vòng, thấy thấy công viên anh biết khu cảnh quan chung ấy, tiện ích chung mà thấy chấm rồi. Thì lúc đó thì quyết định luôn, rất nhanh. Rồi làm xong dọn về ở thì thấy là rất ổn. Tại vì cái cảnh quan rồi đường xá rồi tiện ích người ta sống ở đây nó được cái là nó có cái khu mà kiểm soát an ninh một chốt, một ra một vào, đâm ra là mình có con nít thì nó rất là an tâm. Xe cũng không có cái kiểu xe giống như đường ở ngoài nội đô. Đi lại thì nó rất là con nít chạy chơi cũng ổn, sân chơi cũng ổn. Con nít hàng xóm nó giống như dưới quê mà ở thành phố. Tức là rồi không khí thì thông thoáng. Rồi nó có vẻ như là ban đầu cũng nghĩ là nó không gần trung tâm. Nhưng mà đi ô tô thì lại rất là nhanh. Tại vì mình đây mình phóng ra chỗ Liên Phường lên chỗ cao tốc và tới 15 phút và tới thôi. Đó. Đó là cái đó. Rồi cực kỳ an ninh là cực kỳ ổn, xe cộ đồ đạc cứ để ngoài thôi. Đó là cái mình thấy là thích, mặc dù nó không gần trung tâm. Chung là anh là chú trọng mà rất là quan tâm về con cái đó cho gia đình. Chủ yếu do các bé mà mới dọn về đây cực kỳ khỏe. Cái nữa là mình để ý là hồi xưa ở bên khu 11 khu có sản xuất nhiều. Nói chung là trung tâm này cái ô nhiễm á mình không để ý thôi, nhưng một năm chắc cũng phải vài lần mà hai người đều bị xoang hay mũi hết. Hô hấp á, con nít cũng hay bị. Nhưng mà để về đây là giảm tới 80-90% là không bị nữa. Cái có để mình có cái sông, cái không khí nó luôn luôn lưu thông ấy. Nên là khá ổn. Tốt sức khỏe. Sức khỏe. Quan trọng nhất là cái đợt mùa dịch vừa rồi mình mới thấy ý nghĩa. Là mùa dịch vừa rồi là do cái khu compound của mình đâm ra là không có người lạ mình ra vô. Mình lạ không có ra vô cái thoải mái được. Đâm ra là nó rất là an ninh là một. Nó hạn chế dịch. Đó, thứ hai ban đầu cái tưởng là về đây là khó đi chợ, nhưng mà thực sự ra là ngoài chuyện mình đi các siêu thị lớn thì không nói, nhưng ở đây ấy nó có một cái hay là cư dân người nào cũng có cái gọi là có những cái chợ nhỏ trao đổi với nhau. Nên ra đợt dịch vừa rồi là gần như là ở đây 4 tháng không cần đi siêu thị mà vẫn rất ổn. Mua trong nội khu. Đúng rồi, nội khu ở ngoài cấm không ai bán hết, nhưng mà nội khu mình có những cái chợ và siêu thị nhỏ hoặc người ta làm như là trao đổi hàng hóa tự phát với nhau ấy, kinh doanh như mở shop vậy. Đâm ra là 4 tháng không đi siêu thị nhưng mà đồ đạc thì nó rất là thoải mái, còn hơn dưới quê. Cảm giác là nó còn hơn dưới quê nữa. Là bà già mình dưới quê là đã là nghĩ là thoải mái nhưng mà không đi chợ được thì cũng như không. Còn ở đây lại là khu nó đóng ở ngoài nhưng mà nó mở ở bên trong. Đâm ra là các chợ người ta tự giao với nhau, đương nhiên là tuân thủ cái 5K thôi nhưng mà rất là ổn. Đó là cái mình thấy. Ở trong đây cư dân là được tiêm cho anh ha? Cư dân mình ý thức cũng cao, đâm ra là được tiêm sớm và gần như là 100% mà tiêm đủ 2 mũi hết rồi. Tùy em bé thôi. Thì đó tới là anh tính bán căn này và anh chuyển qua một cái căn khác. Tại sao anh bán cũng trong khu này luôn. Trong khu này luôn. Đúng rồi. Bây giờ anh mong muốn điều gì hơn mà đổi cái căn mới? Chẳng qua là tại vì cái căn đấy là mình cũng mới mua gần đây, thì do cái công việc nhiều khi cũng có. Hồi xưa thì ở đây mình có lý do ở đây là con nít, cái con em bé khu này không có nhiều em bé, thì cái khu đường cục á thì ít có xe ra vô. Đó, đâm ra con nít nó chơi, nó không thích ra công viên, ra khu tiện ích nó chơi, thì nó chơi trước nhà cũng rất là ổn. Cái khu này nè rất là rộng đó, nhưng mà nó ở đây thì nó yên tĩnh. Những người lớn tuổi, người mà cần sự yên tĩnh hay có con nít nhiều thì thích, nhưng mà chẳng hạn như nếu mà mình ra ngoài kia thì mình đang có một số nhu cầu cần cái mặt tiền hơn, tại nó ở ngoài khu đó khu shop house ấy. Thì nó xe cộ thì nó người ta đi ngang nhiều, cái trục đường chính mà, nên ra là mình cần cái nhu cầu đấy. Để cho công việc một số công việc